Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục hoàn thiện các bạn vẽ chi tiết cột nha các bạn. Rồi, các bạn nè, các bạn chọn cái phần này nè. Các bạn mình sẽ đưa nó về một cái là tên bản vẽ chỉ tên bản vẽ không thôi nha các bạn. Tên bản vẽ không. Tên bản vẽ và mình thêm một cái là tỷ lệ nữa. Đấy. Đây. Ok, mình để cái này luôn. Rồi còn cái này mình chỉ hiển thị cái tên bản vẽ thôi. Rồi mình sẽ vào cái phần này. Bữa trước giờ nó là tên bản vẽ đúng không? Đó. Lưới trục auto. Đây, tên bản vẽ. Đây. Rồi, mình edit nó nha các bạn. Rồi. Rồi. Mình sẽ sao lại 5.1 ta. 5 chấm. Rồi, mình sẽ thêm cái biến visible nha các bạn. Rồi, new vào. Rồi, để thành tỷ lệ đi, mình để chữ tỷ lệ. Ok. Ok. Rồi, mình sẽ kiểm tra lại. Rồi. Mình sẽ lót vào cái family. Rồi override nó. Rồi, mình sẽ rename cái này đi. Rename nó là thay bản vẽ đi nha. Thay bản vẽ. Rồi ok, mình xuống đây nè. Thứ nhất là tên bản vẽ đây hiện tại nè. Đấy, này có nó có cái tỷ lệ, nó bỏ cái tỷ lệ đi. Có nghĩa là phần này sẽ mất cái tỷ lệ. Đấy, rồi mình đưa cái thằng thay nè, nó chỉ là tên bản vẽ thôi. Đấy. Là không tỷ lệ đúng không các bạn? Rồi, bạn này đắp đi khoay thêm cái nữa nè bạn. Đắp đi khoay là đấy. Tên bản vẽ và tỷ lệ. Đấy. Thì có nghĩa là mình sẽ lồng vào luôn. Rồi vào trong đây nè, mình tích bỏ thêm thằng này rồi. Rồi, sẽ có tỷ lệ. Rồi mình đã đổi lại cái phần thứ này nha. Thằng về với tỷ lệ mình edit thử coi. Đấy, nó chỉ bạn về tỷ lệ. Đấy. Rồi nó sẽ có các bạn. Rồi, bây giờ mình đưa đưa bốn này về cái tên bản vẽ thôi. Tên bản vẽ thôi đấy. Rồi mình sẽ sửa tên này luôn, nó là trên tài sheet nè. Chi tiết cột C1 enter. Rồi chi tiết cột C2, chi tiết cột đây 2. Ok, đây làm tương tự chi tiết cột C3, chi tiết cột C3 đây. Rồi làm tương tự các bạn C4, C4 enter. Rồi ok, rồi mình sẽ kéo đây lại nha các bạn. Sẽ new thêm một cái, mình sẽ ô thêm một cái dưới đây mình làm khe. Rồi. Rồi ok. Mình sẽ di chuyển bốn cái này là nó bằng sẽ ô thêm một cái nữa đi. Đấy. Đó, bạn canh lệ cái này cho nó bằng nhau đi. Vì một con chen. Sorry, sorry. Rồi. Team nha. Đấy. Sáu này đi. Bạn chỉ đều ở đó thôi.
Sao lại ta không bằng nhau ta. Rồi các bạn kéo cái này lên các bạn. Kéo này lên. Cái này lên. Rồi. Chia nó ra. Đấy. Chọn cái hit inline các bạn. Rồi, CO nha. Này một cái này. Tích cho thêm một table vô. Rồi. Đó. Các bạn để ý nó đi. Đấy. Rồi các bạn bấm AEQ nè. Đấy nó thì. Rồi. Các bạn nó như thế nha. Các bạn giờ các bạn cân nè. Đấy. Rồi. Kéo thằng này xuống đây. Đấy. Rồi, kéo này lên. Đấy. Bạn cần cái view này trước nhé các bạn. Đây. Đây. Bạn bấm nút qua lại á, là nó sẽ di chuyển được không? Đấy. Rồi. Rồi còn mình chỉ đều cái phần đây nữa này. Này. Sorry. Đây là cái hàng này coi. Đây. Đấy. Rồi xóa xóa hai đường này đi. Mirror này quá thôi. Đấy. Đấy. Rồi, các bạn hạ này xuống lại nè. Rồi. Đấy. Rồi, các bạn vô đây kích đường dim lên. Đấy. Rồi bạn chọn cái phần thai nè, đưa lên nè. Đấy. Rồi. Đó là cái thứ nhất. Rồi, cái thứ hai thì các bạn muốn lắp đầy các ô này đúng không? Mình giả sử nha. Trong trường hợp là cái cột C2 nha, nó chỉ đi đến đây, mình đang để mình lót cái rồi các bạn vào cái add-in ạ. Ok đâu cái insert đâu insert nè lot family nè các bạn lót cái vào cái phần này mình có để link bên dưới nha các bạn download nè phần thực hành limit nè đấy các bạn ký hiệu tầng cao độ nè đấy rồi các bạn vào enter không mất rồi ta còn symbol đấy đấy nó có đây đây ví dụ như mình để đây là móng đi móng nha rồi mình bỏ cái đây móng thì thông thường có mỗi cái một cao độ khác nhau thì bạn để chấm đi rồi tương tự mình sẽ ô này lên sẽ là solo đấy các bạn vào cái phần cao độ này các bạn xem các bạn đứng nè đấy đây đấy đó đồng giờ nè mặt đất tự nhiên nha để mặt đất tự nhiên là 0.05 này 38 này 76 nha các bạn rồi các bạn vào cái phần các bạn sửa thôi rồi làm vô đây đây là mặt đất tự nhiên rồi bạn sửa bằng cao độ âm 0.0 âm 0.50 đi đấy đấy rồi tương tự còn cái này là tầng 1 đúng không tầng 1 này tạm thời là mình làm 3750 đi đấy để dấu cộng vào bạn thêm dấu cộng vào đấy giờ rồi mình để tầng 2 tầng 2 để là 7550 đi tạm thời mình để khác với cái cao độ của mình các bạn cái cao độ của mình đang hiện tại là sai nha các bạn mình phải âm 50 xuống mới đúng rồi máy đây là nhiêu máy đây là nhiêu đỡ mặt đứng coi máy đây là cho máy đây luôn đi 11m3
đây cộng 11300 đấy, hàng dấu chấm ở giữa đi đấy, máy đi hạn đấy, hàng thời dấu chấm ở giữa đi cho nó dễ. Rồi ok, rồi tạm thời đấy. Rồi các bạn muốn lắp đầy các view bên đây nè, rồi mình sẽ làm tương tự nha. Chở vào cái phần cột nó đâu đây, cột nó rơi vào tầng móng đúng không, hai chi tiết à, tầng 1 rồi đây. Có thể thông thường á, sẽ có hai cách. Cách thứ nhất á là bạn vừa đắp liu khay lên nè, đắp liu khay cái mặt cắt này nè, đắp liu khay nè, đấy đắp khay ở mức nè, để lên nè, đấy. Rồi. Các bạn kéo ra vô luôn, đấy. Rồi, các bạn chỉnh phần nô thai nha. Đấy. Rồi, đó là cái thứ nhất. Rồi. Mình làm tương tự nha các bạn. Đấy, đắp liu khay nè, đấy. Đắp liu khay nè. Hai lần nè. Vào cái phần này bắt đầu. Tắt cái này đi, yes đi, nó chọn nó đi, biểu mình chọn cái vùng cái đường dẫn để lưu các bạn đấy. Rồi các bạn kéo này vô nè, đấy. Rồi bạn nô thai nè, đấy bạn nô thai kìa. Rồi cái đường dim là các bạn muốn chỉnh thì các bạn vào cái view đó nè, và đấy rồi bạn nô thai đấy. Đó là cái thứ nhất. Thì nếu thông thường nó là một loại thép thì các bạn làm kiểu này, còn mà nếu nó là khác loại thép thì bắt buộc á các bạn đi vào đây các bạn phải copy lên nè, đấy copy cái này lên nè, đấy copy lên, copy như thế này. Họ sẽ qua một cái view này đi chẳng hạn, và cái view session qua cái hàng số 2 đi nha. Trường hợp này nó chỉ tới tầng này thôi đúng không, rồi mình sẽ copy lên nè, đấy. Rồi mình sẽ hàng này đó, mình sẽ đắp điêu khay ghi nó là T2 nha các bạn, đấy T2. Rồi ok, các bạn sẽ vào edit nó. Rồi các bạn bạn nào muốn sửa thép thì các bạn sửa, các bạn nào không muốn sửa thì thôi, thì trong trường hợp này mình ví dụ thôi. Đây các bạn đây chữ T2 vô đây, enter. Rồi đấy, rồi các bạn nè, các bạn nè đắp điêu khay lên nè, đắp điêu khay đấy. Rồi mình vào luôn nha, mình vào lại các bạn xếp hình nha, đấy đấy bạn mu lên, mu lên. Rồi mình giả sử đi, giả sử đổi đây thành nó là phim 16 đúng không, mình chọn cái thép chủ các bạn, thép chủ rồi nó là trừ cái này là đây. Rồi thép chủ nó là 2K16, mình để 2K14 chẳng hạn. Đây, 2K14. Đấy. Rồi. Sẽ vào phần đây, đấy thì mình dim tab lại thôi các bạn. Đây. Đấy, tab lại. Rồi, các bạn vào cái sau bớt cái phần view đi. Rồi. Rồi, các bạn nè, trong hộp nè. Rồi đang nó có sợ hai đúng không, rồi mình kéo vào đấy, sao không ăn ra, rồi giống rồi đấy, bỏ cái thai đi đấy. Rồi bạn kéo xuống đấy, đấy rồi các bạn điều chỉnh cái điểm lại cho nó bằng nhau thôi, kết vào rồi ok đấy, giả sử nha các bạn. Rồi rồi các bạn nó này chỉ tới tầng hai rồi nè các bạn, đấy các bạn đánh dấu cái phần này đi, là có nghĩa là nó đi chứ nó tầng 2 là nó đứng nè. Sorry, sorry. Đây là móng, có nghĩa là nó đi lên tới đây luôn các bạn. À, nó đi lên tới đây là các bạn. Rồi rồi, sorry, sorry các bạn. Rồi. Có nghĩa là sẽ đi lên tới đây nè. Và các bạn lưu ý nha, mình đồng chợ là cái mặt cắt đâu đó rồi. Rồi đây có nghĩa đây, đây là cái thứ nhất là mình đã vẽ rồi, cái thứ hai đây, cái thứ ba đây. Rồi ok sẽ lại
Rồi mình mua cái này lên đây nha các bạn. Đấy. Xóa hai cái đường này đi. Rồi, mình mua lên đây luôn. Đấy. Rồi. TL các bạn bỏ ở đây đấy. Đây để nó đổi hit and line. Hit and line nào. Đây. Rồi. Đây, cao độ đây. Rồi mình trở lại cái móng C2 nha các bạn. Để mình coi thử cái mặt cắt của cái cục C2 này nó nằm ở đâu. Thì tại vì trong bài trước á mình có kéo một cái mình đã tạo rồi, thì trong trường hợp này á nếu như thép nó không ấy thì các bạn lấy luôn cái mặt cắt này nè. Đấy, các bạn đắp cái khoai ra luôn cũng được. Rồi, các bạn trở lại bạn kéo vô cũng được. Thôi mình chở kéo cái này lại vị trí nó đi. Rồi. Rồi. Sorry. Thì hồi nãy mình làm hơi lộn xộn, đúng theo thứ tự thì sẽ trên dưới là mình kéo xuống này. Đấy. Rồi. Bây giờ thì nó chỉ có chắc là tham chiếu thôi nha các bạn. Khi các bạn trong trường hợp này á là trong trường hợp mà thép thép nó khác nhau cho nên là mình mới bạn táp này lại đi. Bỏ leader đi. Đây, nó hay về bốn cái trong trường hợp nó khác nhau cho nên mình mới hướng dẫn các bạn làm cách tương tự đó. Rồi. Và cái thằng thiếu view thì các bạn cái việc WK càng thả vào đấy. Còn thống kê sau này mình sẽ hướng dẫn, thì cơ bản đối với một cây cột đó, thì mình sẽ vẽ cho một cây thôi. Cái nào mà thép từ A đến Z nó giống nhau thì mình sẽ có cách tạo một cái tham biến hay cái tham số nào đó để mình điền vào cái khoảng đó, chứ không nhất thiết là phải vẽ hết nha các bạn. Rồi. Rồi đấy, giả sử cái cây nào nó chỉ đi đến đây thôi chẳng hạn. Rồi thì các cái view này các bạn làm tương tự nhé, thì mình sẽ không hướng dẫn, thì mình sẽ hướng dẫn thêm một cái tab này thôi. Rồi trong thông thường là móng này nè, ví dụ như trong trường hợp này cái cột này nghĩa là nó gom vô cái mặt bằng rồi vô cái đây, nó sẽ đi từ cái cao độ móng này là nhiêu, âm 1,2 đúng không? Đây các bạn còn đây các bạn nè. Edit cái này nè, edit phím lên nè các bạn nè, xóa phần này đi bạn, mirror này các bạn, mu này lên nha. Đấy rồi các bạn xây át nó family, xây át vô cái phần đó. Đấy nó là cao độ thôi nha các bạn, ký hiệu cao cao độ thôi nhé các bạn. Rồi ok. Rồi mình sẽ lót vào family nha. Rồi. Mình vào cái phần bản vẽ đâu. Tắt cái này đi. Kéo vào cái phần bản vẽ. Annotation. Đây. Đây, phần bản vẽ đây. Các bạn CO này qua bên đây. Đấy, các bạn đổi đi, đổi cái này là chỉ có tầng và cao độ. Này hồi nãy mình chưa rename, rename cái này các bạn, rename nó chỉ cao độ thôi. Ok. Đây. Đấy, thì mình sẽ điền cái cao độ này, điền cao độ này vô. Có cái vị trí của thằng cột C1 đây. Cột C1 nó cái đó là nhiêu, âm 1,2 đúng không, âm 1,200 đấy. Thì trong trường hợp này ví dụ như là có thể là ví dụ như cái cao độ móng ở dưới của mỗi cột đó, có nghĩa là nó khác nhau. Ví dụ trong trường hợp này ví dụ như mình qua cái cột C2 đi chẳng hạn, em coi thử nó có sự khác nhau không nha. Rồi nó sẽ đâu L các bạn, này có 1,200 luôn, em qua cái này coi L 1,200 luôn.
này đa phần là 1200 các bạn. Thì mình quay lại cái vấn đề này, trong trường hợp á cái cao độ cột ở dưới cái móng này nè, nó ví dụ như là có thể là một cái là nó rơi vào âm 1,5 hoặc là âm 1,115 chẳng hạn, thì các bạn nên note cái phần đây để người ta chú ý. Có nghĩa là cái cột này nó sẽ đi từ cái level âm có 50 âm âm 5 cm này nè, rồi đi xuống ví dụ cao độ là âm 1,150 chẳng hạn. Đấy. Đấy. Đấy, cho nên là mình nên chú thích luôn cái phần này luôn. Đấy, để cho người ta nhìn người ta rõ ràng. Rồi, mình sẽ làm thêm cái phần này cho các bạn. Đấy. Rồi mình sẽ nó kéo qua đây. Thì thông thường thì mình sẽ nó thêm một cái phần cắt thép ở đây nữa các bạn. Rồi, mình sẽ làm luôn. Thì các bạn vào phần VV nè. Vào cái phần manage nè. Cái phần này thì mình sẽ thể hiện 2D thôi. Đây, đây. Các bạn lifetime nè. Rồi, các bạn sẽ new một cái. Thì mình ghi nó là ví dụ như là nét thép chính đi. Nét thép chủ. Rồi, mình ok. Rồi, mình sẽ đặt nó. Thì cao ngừng cái này á, các bạn setup nó sẽ bằng cái nét mà thép chính của bạn luôn á. Ví dụ trong trường hợp mà thép chính mình chưa setup nhưng mà của cái phim mình lót vào nó là số 7 đi. Đấy. Các bạn đặt nó một cái màu khác để mình dễ phân biệt cái nào mà thiệt, cái nào là 2D với cái nào là 3D cũng vậy. Rồi trường hợp này. Rồi. Nó sẽ đi từ đâu mười file. Rồi, mình đề lời các bạn. Mình chọn thép đâu, thép chủ đây. Đây. Đấy. DL đây này. Cho là 300 đi. Ồ dài quá, quên. DL ra một đoạn này thôi. Đấy, 4 thôi. Các bạn đấy. Rồi các bạn kéo xuống. Kéo còn giờ đây thôi. Rồi, các bạn mirror. Thì thông thường nó sẽ ấn thép và nó nối như thế này. Mình sẽ DL kiếp. Đấy. Nhắn một tí. Và lên tới đây. Đấy. Mình sẽ ô cái này đây. Sẽ dim cái phần này nha các bạn à, mình sẽ mirror cái phần này, mirror nó. Rồi các bạn sẽ copy qua, sorry sao nó quay quái ta. Đây, ở đây sẽ đồng là nhấn nối thép nha các bạn. Rồi mình mở lại cái project của mình coi. Do mình bỏ lâu quá nha các bạn, cho nên thông cảm, mọi người thông cảm với mình. Thì đối với những cái bạn vẽ đơn giản như thế này thì mình chỉ làm theo đơn giản thế này, còn những cái bạn cao tầng thì mình sẽ có cách khác mình hướng dẫn các bạn. Rồi mình để các bạn vào phần chi tiết vào. Phần chi tiết rồi đây. Đấy, thông thường mình chỉ làm như thế thôi các bạn. Đấy, mình làm tương tự như này. Đấy. Rồi, mình sẽ để sau lê nha các bạn. Rồi. Rồi. Ok. Mình kéo xuống luôn. Đưa qua một tí. Thằng này sẽ lên đây chẳng hạn. Rồi, đây là L. Thông thường này cột nó chỉ ra tới đây thôi.
Mình thì mình chỉ có một đoạn như thế. Rồi ok. Thằng này sẽ đi tới đây. Nói thế. Đây này cơ bản là chỉ ký hiệu thôi nhé các bạn. Mình hơi bẻ, nó hơi gãy quá rồi. Đấy. Rồi, mua vào đây. Đấy, cái này thì ký hiệu thôi. Thôi đây. Sẽ điền cái phần này các bạn. Điền được cái phần này. Đấy. Làm cho nó e quỳ luôn đi. Sorry. Rồi, cái phần này thì mình cố gắng phần này cho nó bằng nhau luôn rồi. Chính này. Rồi ok. Rồi, các bạn tạo quạt các bạn. Các bạn copy cái nè, các bạn vô cái phần insert nè, phần symbol này. Mình chắc khá lớn hơn, bằng với lại đấy. Lớn hơn 35 phi. Đấy. Còn dưới xe. Đây mình replay nó đi, cần về đấy, này cũng tương tự cần về. Ok đấy thì phía trên thì mình copy cái phần này lên tương tự này các bạn. Oh. Đấy. Kéo lên tới đây luôn các bạn. Thông thường sắp cái nối trên và cái nối dưới nha các bạn. Trong này cho nó đẹp. Sorry. Thì các bạn copy cái này lên thôi, tương tự thôi, copy lên nha, bỏ này đi. Rồi, mình sẽ dư nét nào ta, dư nét này nè. Sẽ nối vào khúc này các bạn.
Quái sao trời sao lạ thế? Lâu quá không làm nó quên mất rồi. Cái đi thẳng. Mình sẽ đi thẳng lên và nối. Sẽ sau này đi. Đấy. Đấy. Là như thế này. Nối sau lề các bạn, đúng rồi. Rồi các bạn, đi cái phần này. Y chang cái hôm nay luôn. Ok. Đấy. Đấy. Rồi, này vẫn làm tương tự các bạn. Thì sẽ đi lên tới đỉnh chẳng hạn. Rồi, bạn copy cái đường đi mà thôi. Thông thường những cái nhà phố đơn giản mình vẫn hay làm kiểu này các bạn. Đôi khi nó cùi bắp thôi nhưng mà nó cũng đạt được cái ý muốn của các bạn. Đấy, đấy, cơ bản là như thế. Rồi, rồi còn những cái đây thì các bạn việc đắp điêu khay lên các bạn làm tương tự nhé. Rồi, mình xóa cái phần đây. Ok, rồi, chào các bạn.